Xin thưa các bạn, trận đấu sắp diễn ra kèo 3-3 đánh đôi con giữa Phú Cái Bè Tiền Giang với Hensi Vị Thanh Hậu Giang. Đéo. Đây bà gọi đi. Bà gọi ạ. Giờ này tôi vô bạc bên Hensi nha, để xem coi ai chiến thắng nha. Lấy luôn rồi kìa. Sẽ bắt đầu điểm không không? Hãy quay em ơi. Điểm trên xiên 1-0. Bữa nay bữa khác đâu phải là ngày nữa hảo đâu. Cho mày bán thịt bò hả mày? Im quay, tao không quay rồi, im quay. Để ra nó, tới cô Phước bị một đều. Hành Si là bóng tốt. Điểm Hành Si 2-1. Đang này thả đi đằng sau nó cũng tiền nhiều lắm. Cay. Phú xử lý bóng tốt, điểm 2 đều. Phát bóng ngoài. Điểm Danh Si 3-2. Điểm Phú 3 điểm. Một pha bóng nhẹ nhàng tình cảm ghi điểm của Hensi, bố ba Hensi. Bốn điều cho Phú. Điểm Danh Si 5-4. Điểm cho Phú 5 điều. Điểm cho Nhi 6-5. Thật sự cái đó là nó không có bẹp. Cái đó trúng đầu móng được. Này hả? Rồi nè. Cho luôn, tặng luôn. Tiếp tục 5 điểm thớ cho anh Si 7-5. Let's go.
Điểm Chelsea 8-5 hai bên đổi sân. 8-5. Thua nữa, không biết ăn là gì luôn trời. Điểm cho Phú 6-8. Anh Si là bóng tốt, 9-6 cho anh Si. Điểm 6 như vậy. 9-6. Bóng không vào lưới. Điểm cho anh Si 16. Bóng ngoài. Điểm Si 11-6. Ghê hay ha. Điểm Si 12-6. À, hồi nãy tôi bắt liền không? Trong đây tôi nãy video tôi nói có bắt bên kia được không? Điểm danh chi 13-6. Buông cơ luôn rồi. 36 không? 36 không? Ăn đại đi đừng thả mày. Nó mặt nó ghét quá. Đủ mẹ hở lên máu nó chết luôn mà giờ nè. Điểm 14-6 cho anh Si. Nào chạy ra chạm y tế đi, bình hơi cho nó đi. Ép tim. Thôi mảnh là triển khai tiền bạc. Triển khai tiền bạc ha. Đá 2 triệu á. Đá 1 luôn. Giết luôn. Nhìn chọt quá tốt. Hôm nay phong độ của Hensi quá đỉnh luôn rồi. Đá 1, 3 triệu, đá 1, 3 triệu. 15-6 cho Hensi. Điểm cuối. Khách. Đổi 500 ơi. Vậy? Đổi 500 ơi. Có. Đổi 500 ơi. Đổi, có. Đổi xui lắm đó. Đổi 500 ơi. Đó là không có. Đổi đó đủ. Cái việc rồi. Lại bị cái việc. Năm. Qua đó. Không sao, rồi tạo đi, rồi tạo đi. Cắt lại cái xong rồi. Má này này ai đi theo hộ thể anh Đẳng đi theo Đẳng thôi. Đẳng ơi. Sao nhảy đâu cho sáu nhảy theo. Đẳng. Điểm 7-15 cho Phú. Pha bóng vừa đã kết thúc set đấu. Hensi đã chiến thắng được Phú Cái Bè Tiền Giang các bạn. Hôm nay Hensi đôi công 3 set đều chiến thắng hết. Và đây là ngày đại thắng của Hensi.